đã bỏ lại đàn con yêu thương. Ngày cha ra đi, đàn con thương tiếc bên cha ngậm bên Thiên Chúa cha hạnh phúc rồi, còn đàn con bơ vơ nơi dương thế con nhờ cậy ai. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Bài thi sách nhân thi sai
Ngày ấy, Chúa các đạo tiên sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn đang bao trùm muôn dân đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa nơi chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ. Đó là lời Chúa. Nỗi buồn mất mát của một người thân. Nhưng đối với người tín như Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu cam còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cách chung người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới của thịt, ta để tang để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời, cũng phải vùi lấp dưới vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền mà ta đã được mặc trong ngày chịu phép rửa tội. Và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phải chết và Người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình. Những người có chết, những người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy Người cứu độ mọi người chúng ta. Lúc này người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây. Một đời ta sống trong hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô. Như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tang phục này. Lạy Cha là đấng tạo hoa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thanh toán chung. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương quấn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan Chúa Linh, nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tuân đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con từ vương sâu. Đau đau ngày đêm đông đau, con đau trong lòng từ đâu, mong mẹ đâu. Mẹ mẹ ơi, xin thưa con tình đời tâm. Giờ đây xin mời ông trưởng tâm sẽ lên để phát tang. Lần tang và đồ tang trên đầu, sau đó lần lượt để phát tang. Thứ nhất sẽ phát tang cho người quả phụ và con cháu tiếp tục nhận tang. Phần hai giờ đây và quả phụ cũng như con cháu đã nhận tang để báo hiếu ông. Hôm qua sẽ lên nhận tang.
con xin mời ông bác ông Nhật Tăng để ông Nhật Tăng. Xin mời ông Minh Lâm đại diện cho ngành của mình Nhật Tăng. Xin mời ông Vũ Quán lên Nhật Tăng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giá Chúa, chúng ta hãy trở kế với mẹ, xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria, để ơn Chúa Giêsu Christ ở cùng bà, và con cũng là ơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà của con bà. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời và cho chúng con đặc trẻ có tội đi nơi và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chủ hồi thật đã vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh em tín hữu chúng con ở ông Seronimo được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đã đánh bại thần chết, và xin cho Seronimo được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến môn đồ môn đệ. Trời Amen. Phần nghi thức tờ điệp đã xong và đàn phép văn tài xếp ra một ngày cho con này. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng cái thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm của dưới đất này vì sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ cho Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hẹp này, hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con mất cha thật rồi, không tìm
gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về thương lòng thanh nhàn. Đã khuất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy, phù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hương lòng thanh nhàn. Sư Vinh Sơn, ở đây các quý vị đã hiện diện nơi trước thi hài của ông cũng như trước toàn thể Chúa để trân trọng giới thiệu vị đại diện, con lời chia sẻ cũng như chủ sự điều kinh điều tổng thể. Thưa các cụ, thưa đại gia đình gia tăng, chúng tôi ở ngoài giáo xứ Vinh Sơn, tôi về đây quy tụ trước bàn thờ Chúa và thi hài của ông, cầu nguyện cho ông xin lòng thương xót của Chúa nhờ lời khuyên cầu của mẹ Maria. Vì sự yếu đuối mỏng dòn của con người cho nên chắc rằng không khỏi những thiếu sót trước mặt Thiên Chúa, vậy xin nhờ cầu nguyện xin Chúa rộng lòng thương xót tha thứ những lỗi lầm của ông, xin cho linh hồn của ông được chóng bể hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Vậy xin cộng đoàn hợp ý cùng đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Kính thưa các cụ, kính thưa quý ông bà cùng toàn thể mọi người hiện diện nơi gia tang, kính mến, kính thưa đại gia đình tang quyến, anh em đồng hương Bắc Giang, chúng con nghe có chung sống cùng với anh chị đảo, anh chị thượng, nghe tin Chúa gọi linh hồn Geronimo là người anh yêu mến của gia đình các anh các chị, và chia buồn cùng đại gia đình tang quyến. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng khi Chúa để linh hồn Geronimo còn bình sinh, chắc chắn linh hồn Geronimo không tránh khỏi điều thiếu lỗi trước mặt Chúa. Thì giờ đây chúng con lại xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con mà sớm đưa linh hồn Geronimo về hưởng nơi tôn nhan Chúa. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn lên thắp hương trước bàn thờ Chúa và một vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa trước linh cữu ông. Xin mọi người ở cùng với anh em chúng tôi ở trên Bắc Giang để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa ngồi ban dỗ những cứu chúng con ra khỏi sự rửa. Amen. Tôi tin vinh đơn Chúa Trời là Cha bé ta vô cùng dâng lên trời. Kính thưa linh hồn ông Geronimo, kính thưa quý gia đình Đăng Quyến, hôm nay đại gia đình giáo xứ Quân Cao được tin báo buồn của ban phục vụ huynh đoàn đền thánh lòng Chúa thương xót, báo tin một đoàn viên của huynh đoàn cũng là một đoàn viên của liên huynh đã trở về an nghỉ trong Chúa. Và trước hết gia đình Gia Minh chúng tôi hôm nay trở về đây để cùng với gia đình chia sẻ nỗi buồn, nỗi thương tiếc, sự mất mát to lớn đối với gia đình. Và trước hết là chúng tôi cùng với gia đình dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Xin Chúa sớm đón nhận ông trở về hưởng nhan thánh Chúa. Và xin Chúa cũng ban ơn nâng đỡ an ủi cho gia đình Tăng Quyến cũng như mọi người trong huynh đoàn của đền thánh lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho gia đình vượt qua những cơn thử thách to lớn này. Và đoàn chúng tôi cũng xin được gửi tới quý gia đình Tăng Quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn. Xin Chúa tình thương nâng đỡ cho mọi người. Và sự ra đi của ông hôm nay đối với gia đình là một sự tổn thất to lớn đối với huynh đoàn. Giáo xứ Quân Cao chúng tôi cũng vô cùng thương tiếc ông. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho huynh đoàn lên dâng hương. Kính mời mọi người đang hiện diện nơi đặc đang cùng với đoàn chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho ông Geronimo. Giờ cầu nguyện bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vị đại diện cho trong đoàn để chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đoàn. Kính thưa quý cô, quý cố, quý sơ và quý cộng đoàn liên quý sứ họ, linh hồn Geronimo đã vâng theo ý Chúa gọi, đã trở về với Chúa. Ban hội đồng mục vụ giáo xứ và huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Nam Thái nhận được tin buồn. Giờ đây xin quy tụ về tang gia để hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Xin Chúa đưa linh hồn ông về hưởng dung nhan Chúa. Và xin chia sẻ nỗi ưu phiền với Tăng Quyến. Xin Chúa bớt đi những sự đau buồn để Tăng Quyến được hưởng ơn của Chúa. Vậy giờ kinh đã tới, xin kính mời tất cả quý cụ, quý ông bà và mọi người hiện diện nơi giả tang để hiệp thông cùng huynh đoàn và ban hội đồng mục vụ của giáo xứ Nam Thái để cầu nguyện. Và trước giờ cầu nguyện, xin giới thiệu hai vị đại diện cho ban hội đồng phục vụ giáo xứ và huynh đoàn Đa Minh giáo xứ lên thắp hương trước thi hài ông. Giờ dâng hương đã xong, xin kính mời mọi người hiện diện nơi giả tang hợp ý cùng hai đoàn chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Do ông Trùm Hưng làm trưởng đoàn, xin mời đoàn chúng ta tiến vào sắp trong đoàn để lên có lời chia sẻ và chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông. Kính thưa quý cố, quý cô, quý ban hội đồng mục vụ tân cựu giáo xứ Điền Thánh cũng như liên giáo xứ giáo họ, quý khách gần xa, cộng đồng trong giáo xứ cũng như liên giáo xứ cho họ, toàn thể mọi người đang hiện diện nơi đập tang, kính thưa đại gia đình Tăng Quyến. Ông Geronimo đã ra đi nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Thật là một sự đau thương mất mát lớn lao đến với gia đình, đến với mọi cộng đoàn giáo xứ cho họ, đặc biệt nơi giáo họ Quảng Châu. Khi còn bình sinh, ông là ân nhân của giáo họ Quảng Châu. Ông cùng với con cháu anh em của ông
đã quảng đại luôn luôn quan tâm giúp đỡ đến Hội giáo, đặc biệt là nơi công trình đang xây dựng. Đứng trước cảnh chia ly thăng tắc, Ban Hội đồng Mục vụ cũng như Ban Huynh đoàn Đa Minh của giáo họ quy tụ về đây trước bàn thờ Chúa, trước linh cứu của ông, dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho ông, xin Chúa thứ tha bớt sự phần phạt và đưa ông về hưởng nơi thôn nhân Chúa, đồng thời gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà và phụ cũng như đại gia đình tăng quyến anh em. Xin Chúa nâng đỡ và bù đắp lại chỗ trống cho gia đình bằng những ơn lành tốt đẹp hơn. Và vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu hai vị đại diện cho Ban Hội đồng Mục vụ cũng như Ban Huynh đoàn lên thắp nhánh hương cầm dâng lên Thiên Chúa và trước linh cữu ông để vĩnh biệt ông lần cuối. Xin mời hai vị. Phần thắp hương đã xong, xin mời tất cả mọi người đang hiện diện đến đập tang cùng với Ban Hội đồng Mục vụ cũng như Ban Huynh đoàn của giáo họ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn ông. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Huynh Sơn và gia đình Đa Minh cùng với Ban Huynh đoàn của giáo họ Quảng Châu sẽ tiến vào để làm giờ cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Xin mời quý đoàn. Sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hai đoàn lên để có lời chia sẻ và lời chủ sự trong việc kinh hôm nay. Xin mời quý đoàn. Vâng, kính thưa quý vị ông bà, thưa Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đền Thánh, ông Geronimo đã được Chúa biến đổi từ thân xác yếu hèn của cuộc sống trần thế để bước sang cuộc sống mới. Với thân phận yếu hèn của loài người ở cuộc sống trần thế, ông Geronimo không thể tránh khỏi những lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa được. Chỉ nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta là những người còn ở lại để làm cho. Giờ đây Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Huynh đoàn Giáo xứ, Ban Huynh đoàn Giáo họ các cấp, trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin phép được giới thiệu ba đoàn lên dâng hương trước bàn thờ Chúa và bên linh cứu để tưởng nhớ ông. Xin kính mời đoàn. Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vào giờ cầu nguyện, xin ban tổ chức và lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn nên có lời chia sẻ và chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông. Kính thưa linh hồn ông Geronimo, kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đền Thánh Bắc Rạch, kính thưa quý cô, quý anh chị trong ban thường vụ của các liên huynh thuộc hai hạt Nam Bắc Tiền Hải, kính thưa quý vị hiện diện nơi rạp tang, được tin báo quần ông Geronimo đã hoàn tất công việc trên dương thế, nghe tiếng Chúa gọi trở về với Chúa trong mùa chay thánh. Mùa chay Chúa đã kêu gọi mọi người sám hối và trở về với Chúa. Hôm nay ông đã trở về với Chúa bằng tâm hồn trong sạch và cả thể xác đã hoàn tất công việc trên dương thế. Kính thưa quý vị, trước khi sinh thời, ông đã có lòng quảng đại giúp đỡ cho Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam bằng lời cầu nguyện và bằng vật chất xây dựng bác ái của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. Hôm nay ông trở về với Chúa. Chúng tôi trong ban phục vụ của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam, Huynh đoàn Đa Minh giáo phận của các liên huynh trong hạt Tiền Hải đến đây được thành kính phân ưu và chia sẻ nỗi đau buồn vô hạn đến với gia đình tang quyến. Xin Chúa là nguồn mọi an ủi hướng đến gia đình tang quyến chúng con đang gặp phiền muộn trong lúc tang tóc này. Xin Chúa nâng đỡ
và an ủi để gia đình Tam Quyến chúng con biết biến đau thương thành những lời kinh và dâng lên người thân yêu trước tòa Chúa. Để tiếp chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại diện cho đoàn lên dâng hương vào giờ cầu nguyện. Xin được trân trọng kính mời. Đoàn chúng tôi xin kính mời quý tăng gia, quý cộng đoàn hợp ý cùng đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thưa quý ban trùm, tân kiệu của giáo xứ Đền Thánh, kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện trong dạp tang hôm nay và kính thưa gia đình Tam Quyến. Giáo họ Công Bồi chúng tôi hôm nay về đây có quý ban trùm tân kiệu cùng các quý vị đại diện cho dòng họ Thánh Tử Đạo giáo họ Công Bồi và dòng Ba Đa Minh, cũng như ban dòng họ của giáo xứ Đền Thánh và dòng họ của giáo xứ Quan Cao. Hôm nay anh em chúng tôi được tin ông Chúa gọi về đời sau, chúng tôi quy tụ về đây trước hết dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa và qua lời cầu bầu của mẹ Maria là nữ vương luyện hình. Xin mẹ thương cầu bầu cùng Chúa để đón nhận linh hồn ông được vào hưởng tôn nhan Chúa trên nước trời. Và trước khi vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu một vị lên đặt vòng hoa trước linh đài của ông, vòng hoa mang dòng chữ dòng họ Thánh Tử Đạo Công Bồi. Và xin giới thiệu ba vị đại diện cho ba đoàn lên tháp nén hương thơm trước tượng Chúa và nơi thi hài ông đang an nghỉ tại ngôi nhà riêng của gia đình. Và giờ cầu nguyện của chúng tôi được bắt đầu cử hành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn để chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời quý đoàn. Kính thưa Ban Hội đồng Mục vụ Đền Thánh Lòng Chúa Xót Thương Bắc Trạch, kính thưa các cụ, công, các bà, kính thưa gia đình Tam Hiếu, anh em chúng con là ông, là cha chú của cháu Triều, nhận được tin ông qua đời. Anh em chúng con, trước khi vào giờ cầu nguyện, xin ban tổ chức lễ tang cho anh em chúng con được gửi tới gia đình lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây là giờ cầu nguyện của anh em cha bác chúng con. Chúng con xin các cụ cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện dạp tang hợp ý cùng với gia đình anh em chúng con. Trước khi vào giờ cầu nguyện, con xin trân trọng giới thiệu hai vị lên thắp hương kính viếng ông. Xin trân trọng kính mời. Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần quầy hương thắp viếng hồn con. Cùng với huynh đoàn Đa Minh của giáo họ Quan Trạch giờ này đã vào để cầu nguyện thắp viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông, một vị đại diện cho trong đoàn để lên có lời phân ưu và cầu chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời quý đoàn. Kính thưa quý cụ, quý ông bà hiện diện nơi đây, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa tang gia, được tin ông Geronimo đã từ giã nơi trần thế về hưởng tôn nhan Chúa. Ông quả là người có công với lại Hội giáo chúng tôi, trong khi ông đang làm nhiệm vụ là trưởng khu 1, trong khi đó ra Hội giáo đang xây dựng, ông là người có công lớn đối với Hội giáo Quân Trạch chúng tôi. Hôm nay huynh đoàn Đa Minh, Hội giáo nói riêng và đặc biệt là cộng đoàn giáo họ đến đây để cầu nguyện cho ông, và cũng biết ơn ông đã có lòng giúp đỡ công trình của Hội giáo. Trước giờ cầu nguyện, xin giới thiệu hai vị đã dâng hương trước bàn thờ Chúa và trước hương ông. Xin kính mời. Qua trước linh cứu nguyện cho linh ông Geronimo
Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Trong ban hội đồng mục vụ khóa 1998-2001, với cái tình cảm sâu sắc của quý ban hội đồng, đặc biệt là ông Geronimo là người tham gia cùng với liên khóa của các quý vị, hôm nay Chúa đã biến đổi linh hồn ông Geronimo trở về cùng Chúa. Với cái tình cảm và đặc biệt với công việc, công tác làm việc với nhau trên đền thánh, trong có nhiều lúc công việc rất là trăn trở công việc, để cùng nhau kết hợp để chúng ta xây dựng đền thánh. Hôm nay Chúa đã biến đổi linh hồn ông về với Chúa. Với tình cảm sâu sắc này, anh em, các ông, các bác, đặc biệt là trong ban hội đồng mục vụ đã quy tụ về gia tang để thắp những nén hương và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông, và có lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc với bà quả phụ cũng như là con cháu và đại tăng quyến, về vị đại diện cho trong đoàn để lên có lời chia sẻ và chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời quý vị. Thưa các cụ, chư ông, chư bà cùng toàn thể các quý vị đang hiện diện nơi phòng tang, kính thưa ban tăng lễ và gia đình thân quyến, ông Geronimo, Chúa cho đi hết quãng đường trần thế. Trong đời sống, ông đã cùng đồng hành với anh em chúng tôi liên khóa 98 và 2001. Hôm nay, anh em chúng tôi được tin về đây để trước hết là cầu nguyện cho ông và chia sẻ những tôi mất mát đau thương với gia đình tăng quyến. Trước khi vào cầu nguyện, tôi xin trân trọng một vị lên trước bàn thờ Chúa và có nén hương trầm để tưởng nhớ lấy linh hồn ông. Và giờ cầu nguyện đã bắt đầu, xin mọi người hợp một ý cùng trong đoàn chúng tôi. Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã do ông Nguyễn Hữu Phung, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã làm trưởng đoàn, xin mời quý đoàn tiến vào để dâng hương quyền vào Ủy ban Nhân dân xã. Trong những qua lúc thời gian sinh thời thì ông Geronimo đây cũng là người đã công tác để xây dựng cho cơ sở, cũng tất cả là một nhân dân đã đóng góp cùng với xây dựng xã nhà luôn được thăng tiến. Hôm nay vì Chúa đã biến đổi linh hồn ông về với Chúa, với cái tình cảm nhớ nhung mà đặc biệt với cái tình cảm trong chính quyền với nhân dân, hôm nay ông đã ra đi trước. Ủy ban nhân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã trở về gia tang để thắp những nén hương và tưởng nhớ linh hồn ông. Về trước khi vào giờ, xin trân trọng giới thiệu một vị lên để thắp hương và đặt lễ trước linh cứu ông và giờ để tưởng nhớ linh hồn ông. Linh hồn ông, xin mời quý đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin thay mặt cho ban tăng lễ và gia đình một lần nữa xin cảm ơn các quý vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã dành những thời gian cao quý để trở về gia tang thắp những nén hương và tưởng nhớ linh hồn ông. Xin quý đoàn chúng ta tiến vào và để chúng ta cầu nguyện và thắp hương và cầu nguyện cho ông. Xin mời quý đoàn. Thank you.
sự mất mát của tăng gia, đặc biệt là bà quả phụ và các con cháu này tại rạp tang trước bàn thờ Chúa linh cứu ông Đoàn Nghỉ. Các quý vị là thông gia, liên gia, là các con, các cháu đứng trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông Đoàn Nghỉ đang bưng những lãng hoa, những thẻ hương để tưởng nhớ linh hồn ông. Vậy giờ đây, trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn lên để có lời phân lưu và chủ sự cho giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa linh hồn ông Geronimo Trần Xuân Đại, kính thưa gia đình Tăng Quyến, thưa các ông, các bà cùng toàn thể mọi người đang hiện nơi tập tang. Vừa cách đây 3 ngày, tôi, bà Đại, các con cái của ông ngồi chung quanh chiếc giường của ông đấm đấm bóp bóp và hỏi thăm ông. Ông, tôi hỏi ông, đỡ đau chưa? Ông có nói là đỡ đau. Tôi hỏi ông có vào công buổi không? Có. Thật là gật đầu, đây là một sự bất ngờ đối với gia đình chúng tôi. Thưa, kính thưa linh hồn ông Geronimo, hôm nay đoàn chúng tôi là 5 thông gia được tin Chúa cất ông về. Chúng tôi thật là sảng suất, đau lòng biết bao, nhưng không lấy gì bù lại được. Cũng chỉ biết rằng tưởng ông còn được nữa thì ông cùng chúng tôi. Đúng là cảnh chung cảnh là tình bạn tình đời và nghĩa thông gia. Ông và chúng tôi chung cảnh, chung con, chung các cháu. Nhưng than ôi, việc Chúa gọi không ai tránh được. Vậy hôm nay đoàn chúng tôi có đông đủ tất cả các thông gia và liên gia cùng con cháu cháu đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và chung quanh thi hài của ông để cầu nguyện cho ông. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin giới thiệu vòng hoa mang tên gia đình ông và Huynh là cho thông gia lên đặt vòng hoa kính viếng. Vòng hoa thứ hai là gia đình thông gia ông bà chồng lên kính viếng. Vòng hoa thứ ba là vòng hoa mang tên anh chị Trèo lên kính viếng. Vòng hoa thứ bốn là gia đình bà Mỹ lên kính viếng. Sau cùng là chiếc vòng hoa của một người con thông gia với con của ông lên đặt vòng hoa kính viếng. Và một thêm nữa là gia đình thông gia ở Đà Lạt vì quá xa nên ngài có cử một người con duy nhất đại diện cho gia đình lên thắp chuẩn hương kính viếng. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin tất cả mọi người đang hiện giờ nơi đập tang cầu nguyện cho linh hồn ông. Và xin lỗi, trước khi bây giờ cầu nguyện, xin giới thiệu tất cả các ông gia đình thông gia và con cháu cháu lên thắp chuẩn hương kính viếng ông. Ông ơi, Chúa thưởng công ông rồi, ông lên thánh đàng, ông nhớ cầu nguyện cho bà và đại gia đình thông gia chúng tôi nữa ông nhé, để ngày sau chúng ta cùng gặp nhau trên nước trời. Mọi người đang hiện diện nơi đập tang hợp ý cùng đoàn chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần hồng hóa linh hồn con.
Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn để lên có lời phân ưu và chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời quý ông. Kính thưa quý cụ, quý ông bà đã có sự hiện diện nơi gia đình. Kính thưa gia đình tang hiếu, con người của chúng ta mà Chúa đã sinh ra, Chúa đã quy định tuổi đời cho mỗi người sống nơi trần thế. Hôm nay ông linh hồn Geronimo đã đi hết quãng đường của trần gian mà bước về đời sau theo tiếng gọi của Chúa. Ông đã vâng theo ý Chúa và đã từ giã cuộc đời chóng qua này mà trở về cùng Chúa và đang an nghỉ. Vậy lạy Chúa, giờ đây trước thánh nhan Chúa, hội gia trưởng, hội con Đức Mẹ đền thánh cũng như mọi người chúng con đang sum họp nơi đây, trong tinh thần tín hữu Chúa Kitô, chúng con dâng lời cầu nguyện.
Nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho linh hồn Geronimo trước khi còn sống ở trần gian, những điều gì mà đã sai lỗi cách nào mất lòng Chúa. Cậy vì danh Chúa nhân từ xin thương xót và thứ tha, và sớm đưa linh hồn Geronimo về được hưởng tôn nhan Chúa trên nước thiên đàng cùng với cộng đoàn các thánh nam nữ. Vậy xin mọi người hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Vậy trước khi giờ cầu nguyện, xin kính mời các vị lên thắp hương hai đoàn thắp hương kính viếng ông. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ăn ở sinh sống với nhau trong cuộc sống. Đến nay ông đã 63 năm trong gắn bó trong cuộc sống hôm nay với cái tình cảm cao quý này. Hôm nay Chúa đã biến đổi linh hồn ông trở về với Chúa với cái tình cảm cao quý và dành sự thương tiếc này. Giờ này ban công tác mặt trận thôn Bắc Thạnh Một cùng với nhân dân của khu Đình Lương cùng thôn với cùng xóm với ông Geronimo hôm nay để nói lên cái sự tình cảm này. Giờ này các quý vị đã vào trước linh cứu ông đang ăn nghỉ để thắp những nén hương và đặt vòng hoa. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn lên thắp hương trước linh cứu ông và một vị đại diện lên để đặt vòng hoa để tưởng nhớ hương hồn ông. Xin mời các quý vị tiến lên, chúng ta sẽ đặt vòng hoa và thắp hương trước linh cứu ông để tưởng nhớ linh hồn ông. Đã xong. Xin mời quý đoàn để một phút tưởng nhớ linh hồn ông. Xin mời quý đoàn tưởng niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt cho ban tổ chức, lễ tang và gia đình, một lần nữa xin cảm ơn quý đoàn. Mời quý đoàn về phòng khách chơi nước và tham dự các việc tiếp theo. Quý hương của giáo khu, hôm nay cha từ thành phố Hưng Yên để cha về để thắp những nén hương và cầu nguyện cho ông linh hồn ông đã thắp lên những nén hương để tưởng nhớ linh hồn ông. Xin chào. Việc thắp hương đã xong, con xin mời cha có lời chia sẻ và chủ sự trong giờ cầu nguyện này, con xin mời cha. Kính thưa toàn thể tăng quyến, cái riêng từ những người thân thuộc của ông Geronimo được biết tin ông Geronimo được Chúa gọi về ngày hiện diện đây để cùng phân ưu với toàn thể tăng quyến. Tôi được biết là trước khi được về với Chúa chính thức thì Chúa đã gửi đến cho ông căn bệnh hiểm nghèo. Và chắc chắn nếu như chúng ta đã có những người thân yêu mà mắc phải căn bệnh này, biết được cái sự đau đớn, sự khổ sở của người bệnh là như thế nào. Và trong cái tình cảm, sự liên đới, chắc chắn chúng ta cũng đau chung cái nỗi đau của người bệnh. Tuy nhiên trong con mắt đức tin, chúng ta thấy được rằng trong thời gian trên giường bệnh như vậy lại là khoảng thời gian hồng phúc, bởi ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình hành trang để đi về nhà cha. Điều mà không phải ai trong chúng ta, những người còn sống có được hạnh phúc đấy. Không biết chúng ta được Chúa gọi bằng cách nào, đi lúc nào, theo thể thức nào,
Nhưng đối với ông Geronimo đây, theo những người thân yêu cho biết, ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Và đấy là kết quả của những gì, những hy sinh, những đau khổ ông đã chịu trên trần thế. Và là cái, như Tiên Mực nói, ông là người khôn ngoan, bởi vì đã biết chọn phần tốt nhất. Giờ đây trong chúng ta đang sống trong tâm tình của những ngày mùa chay thánh, chúng ta hướng đến mầu nhiệm khổ nạn và đặc biệt là mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta tin rằng những đau khổ của chúng ta, cách riêng của ông Geronimo đây, không mất đi nhưng sẽ mang lại ơn cứu độ cho chính bản thân ông, cho những người thân yêu và cho toàn thể thế giới. Tuy nhiên trong thân phận con người không tránh khỏi những lầm lỗi thiếu sót, đó là lý do để chúng ta quy tụ nhau cầu nguyện hiệp xưng thánh lễ để cầu nguyện cho ông Geronimo. Trong tâm tình đấy, giờ đây chúng ta cùng dâng lời kinh lên Chúa để xin Chúa thương tha phần phạt cho ông Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Và linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Quý Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan trong một giấc mơ, miệng tôi đã vui tiếng người, lưỡi tôi mà người bà mặt dân. Sứ của giáo xứ thành phố Hưng Yên cũng là cha quê hương. Hôm nay cha được tin Chúa gọi linh hồn ông Geronimo trở về với Chúa. Tuy rằng đường đất rất xa xôi, nhưng với cái tình cảm, vì tình thương của cha, hôm nay cha đã trở về gia tang. Cha có lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc với đại tăng quyến và an ủi tăng quyến, và cha đã dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Với lời cầu nguyện của cha, xin cha, xin Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện của cha và sớm đưa linh hồn ông trở về cùng Chúa. Và trong thánh lễ hàng ngày, tất cả cha cũng xin cha để hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông nhiều hơn, về thay mặt cho ban tăng lễ và gia đình chúng con một lần nữa xin cảm ơn cha và tri ân cha rất nhiều. Con xin cảm ơn cha. Thay mặt cho xin trân trọng giới thiệu là các quý vị sẽ lên để cầu nguyện cho linh hồn ông để con kính thưa linh hồn Geronimo và đại gia đình tăng quyến cùng cộng đoàn đang hiệp nhau nơi đây. Một quãng đường mà ông Geronimo đã cố gắng bước và hôm nay đã tới đích là gặp Đức Giêsu Kitô. Ngài đã cho ông được về với Chúa. Vậy trong tâm tình này, hội dòng Mến Thánh Giá, chúng con đến đây để cùng với ông tạ ơn Chúa và cũng chia sẻ sự mất mát, sự ra đi của ông đối với gia đình. Nhưng tất cả chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô, đấng đã chết và sống lại. Vậy trong niềm tin đó, xin cộng đoàn hợp ý với chúng con để dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tâm đàn hy vọng nơi
Quý đoàn chúng ta sẽ lên thắp hương trước linh cứu ông đang an nghỉ để tưởng nhớ linh hồn ông. Xin mời quý đoàn chúng ta thắp hương để tưởng nhớ ông. Xin mời quý vị và đoàn. Quý đoàn dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ linh hồn ông. Xin mời bây giờ tưởng niệm phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn quý đoàn với cái tình cảm sâu sắc này. Được tin các quý đoàn đã về gia tang để thắp trong những ngày khi ông trên giường bệnh thì trong họ và đã thăm họ xa nổi những giờ phút trên giường bệnh và cũng thêm lời cầu nguyện cho ông rất nhiều để trên đường mình ông chịu mọi sự khó cho nên để khi được Chúa cất về ông sẽ được Chúa đón nhận ông. Nhưng trong những ngày tăng thì trong họ rất là trong khu vực tăng lễ tất cả mọi công việc thì trong họ rất là chu đáo mọi công việc để giúp đỡ cho gia tăng. Đến giờ này với cái tình cảm sâu sắc này thì không biết nói gì hơn trước linh cứu ông đang nghỉ là cũng là một lần cuối là ông sẽ vĩnh biệt trong dòng họ trong ngõ thì giờ này đông đủ trong dòng họ quy tụ về để chia sẻ và cũng là lời cầu nguyện cho ông để về sớm hưởng thiên đàng Chúa. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện xin trân trọng giới thiệu bởi vì trong đại diện cho trong họ để có lời chia sẻ phân lưu và cũng là chủ sự trong việc cầu nguyện hôm nay. Xin mời ông. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể các quý vị đang hiện diện nơi rạp tang, thưa linh hồn chú Geronimo, đứng trước linh cứu chú đây là những người anh, người em, người cháu đang ngậm ngùi trước những cảnh chia ly. Cuộc sống mỗi người chúng ta đều có niềm tin và có một trái tim biết vui, biết buồn. Trong thời gian chú yếu nặng, trong họ cũng ngậm ngùi một con ngựa đau, một tàu không ăn cỏ. Nay chú được Chúa gọi ra khỏi thế gian về với Chúa, âu là sinh tử là một lẽ thường tình. Nhưng mỗi người chúng ta đều có một cảm thương, biết nhớ, biết buồn. Và trong lúc này mọi người trong họ cũng đang ngậm ngùi cùng với thím, cùng với các cháu, cùng với tang quyến ngậm ngùi trước cảnh chia ly này. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải thể hiện bằng đức tin, trong niềm tin và tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh đời sau. Điều đó cũng chẳng ai tránh khỏi. Nhưng nỗi buồn này cứ man mác và thương nhớ chú đây. Và cũng chỉ biết
dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn chú sớm được về hưởng tôn nhan Chúa, và cũng cầu nguyện cho những người còn lại được mạnh khỏe và làm bổn phận của những người còn lại. Vậy giờ đây, những nén hương trầm, những vòng hoa tang được đặt trước linh cữu của người ra đi, cũng không tránh khỏi những ngậm ngùi và thương tiếc. Vậy giờ đây, xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho trong đoàn lên thắp nén hương trầm trước linh cữu của chú. Dòng họ ngoại kính viếng, đúng là khi còn bình sinh, lúc vui lúc buồn có nhau, và giờ đây cái niềm vui niềm buồn từ khi còn sinh thời nó cũng không còn nữa, mà chỉ để lại những nỗi thương tiếc. Những nỗi thương tiếc này chỉ biến thành hành động bằng lời cầu nguyện thiết tha dâng lên Thiên Chúa. Xin mọi người hợp ý cùng với trong đoàn để cầu nguyện cho linh hồn người thân của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lầm nhùng, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Chúa xin hãy dạy con tìm an đối người hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm hiểu biết người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãi, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Từ nay không còn được biết nhau trong những lúc sớm tối, gặp nhau chia sẻ
nỗi vui buồn nữa, mà chỉ hẹn nhau trên nước trời. Ở đây chúng ta để một phút tưởng niệm để vĩnh biệt người thân của chúng ta. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, ở đây gia đình tôi là... Vâng, dân gian có câu nói: một giọt máu đào hơn ao nước lã. Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô, quý chú, các anh, quý chị và toàn thể các cháu trong dòng tộc, được sự biến đổi thân xác và trong khi nằm trên giường bệnh, anh con đã được các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị đến thăm hỏi tận tình và khích lệ những câu động viên dành cho những người anh, người em, người chú và người cháu đến hôm nay được sự Thiên Chúa đã biến đổi linh hồn anh con về hưởng tôn nhan Chúa và được các ông, các bà, các bá, các anh, các chị dành thời gian đến dâng lời cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa những lời thiết tha để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Ước gì những lời cầu nguyện đó xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Geronimo chóng được hưởng tôn nhan Chúa. Và con cũng thay mặt cho chị và các cháu xin chân thành cảm ơn tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, các cô chú và toàn thể trong dòng họ, vì còn rất nhiều việc đằng sau nữa và cũng nhờ những sự giúp đỡ của dòng họ mình để làm những công việc cho tốt đẹp cho anh con, để anh con được hưởng những sự màu nhiệm đó, đó là trong dòng tộc dành những cái tình cảm vô giá. Mà đứng trước linh cứu đây, con không biết nói gì hơn, xin đại diện cho chị và các cháu và toàn thể tang gia xin chân thành cảm ơn và đồng bái tạ. U bốn cũng giờ này tiến vào giờ phút linh thiêng trọng đại này, biết bao những tình cảm, biết bao những trầm mọi mặt khó khăn trong lúc giường bệnh, trong họ các ông, các bà, các anh, các chị, các em đã vào thăm hỏi công tác với bà quả phụ, với con cháu chăm lo cho ông trên lúc giường bệnh. Giờ này trong lúc mà Chúa đứng đổi linh hồn ông trở về với Chúa thì được các bậc bề trên cũng như là cha bác anh em trong dòng họ đã quy tụ về giúp đỡ cho chúng ta mọi từ hôm qua đến nay. Giờ này nhớ lời phút trọng đại này là trước ta và thầy Chúa và linh cứu ông đang an nghỉ tại phả rạp tan để bày tỏ lòng thương chia buồn và lòng tri ân biết ơn của bà quả phụ và các con các cháu trong dòng họ đã dành cho những cái tình cảm cao quý, quan tâm đặc biệt này, và đặc biệt với lời cầu nguyện thiết tha để dâng xin Chúa, để xin Chúa đón nhận những lời cầu nguyện của các quý vị mà tha những lỗi lầm của ông khi còn ở trần thế và sớm đưa linh hồn ông trở về cùng Chúa. Vậy giờ này xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong họ để lên có lời phân ưu và chủ sự trong giờ cầu nguyện hôm nay. Xin mời ông. Xin mời con cháu bên trong ngoài đứng lên trên. Kính thưa đại gia đình, kính thưa các quý quan khách đang hiện diện nơi phòng tang hôm nay, kính thưa mọi người đang quây quần bên người anh thân thương, những người con ra đi trong tuổi đời 63 năm. Giờ đây có lời phân ưu với mối tăng trọng trong đại gia đình.
Hồn thiêng anh nghe rõ tiếng em. Thưa anh kính mến, đúng là lá vàng thì đâu đặn trên cây, lá xanh rụng xuống trời trăng hỡi trời. Sinh quý thì tử quy, hôm nay anh đã dọn trọn cả một cuộc đời 63 năm sống trong gia đình, cùng với dòng dòng tộc nội ngoại, cùng với quê hương yêu dấu của anh. Nhưng anh nghe tiếng Chúa gọi, đã hoàn tất cuộc hành trình thế gian 63 năm anh về với Chúa. Thưa anh kính mến, thưa đại gia đình tăng quyến, không một nỗi đau nào bằng nỗi đau con mất cha, không một nỗi đau nào mà mối buồn nào bằng người mất người thân, cách biệt chia ly. Nhưng niềm tin đặt vào Thiên Chúa, anh về với Chúa, anh cũng thương nhớ đến người cha mẹ còn đó, thương nhớ đến các cháu đang mang trong đời mối gian trọng, để cầu nguyện và an ủi bù đắp nơi thiếu vắng trong căn nhà này. Thưa anh kính mến, một cuộc hành trình 63 năm, bao nhiêu những buồn vui đắng cay pha trộn, bao nhiêu những kỷ niệm còn đó, hôm nay anh cuốn xếp lại và anh sẽ về với Chúa, theo tàu về bến với cha, nơi bến hẹn là nơi quê hương đất hứa mà hôm nay Chúa dành cho anh. Thì hôm nay người cha anh đang đứng đây, gia đình các em đang còn trẻ, vĩnh biệt anh mãi mãi, hẹn ngày tái ngộ trên quê trời. Và không biết gì bằng lời cầu nguyện vững tin vào Thiên Chúa phục sinh, dâng lên Chúa nguồn thiết tha khẩn cầu cho anh được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Con biết rằng, em biết rằng, biết sự đau thương này bằng những lời cầu nguyện, xin Chúa nhân từ nhận lấy lời cầu nguyện của chúng con trong giờ phút này, cùng với đại gia đình, những người đang hiện diện nơi đây. Và trước khi trở biến, cũng một lần nén hương dâng lên Chúa với hương quyện thành gói tâm tình để dâng cho linh hồn anh hôm nay. Giờ đây xin mời mọi người hợp ý cùng trong dòng họ và các quý vị đang hiện diện phòng tang này trong giờ kinh này. Nên lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu Cha Giuse đặc trách giới trẻ của giáo phận cùng với trong dòng họ ngoại đã trở về gia tăng để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo. Cố các gì các ông các bà trong họ ngoại đã giờ cầu nguyện rốt sáng dâng đến với Chúa. Xin Chúa chấp nhận những lời cầu nguyện thiết tha của các quý vị và tha những lỗi lầm cho ông Geronimo để sớm hưởng tôn nhan Chúa. Về thay mặt cho ban tăng lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn. Giờ này gia tăng chúng con nhận được tình thương của cha Giuse đặt trách giới trẻ của giáo phận cùng các quý vị đã dành những thời gian cao quý trong công việc mục vụ rất bận mải của giáo phận. Nhưng với tình thương của cha đã trở về gia tăng chúng con để cầu nguyện cho linh hồn Geronimo và an ủi tăng quyến chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn được, cũng con xin chân thành biết ơn cha. Về trước khi thắp hương đã xong, con xin trân trọng kính mời cha để có lời chia sẻ để an ủi tăng quyến chúng con. Con xin mời cha. Kính thưa đại tăng gia, thưa ban đài, bởi đâu con được đứng ở trước người anh em của con để cầu nguyện khi con được tin qua bác thương nói rằng Chúa đã trở về với Chúa, thì ngay sáng hôm đó con đã dâng lễ cầu nguyện cho bác. Bởi vì con đứng đây, con thân tình với gia đình rất gần bởi cụ Sơn với bố con là ông Quang, là như người bạn. Sau đó có các bác và con đây cũng rất là gần gũi. Vì vậy cho nên nỗi đau của gia đình, của dòng tộc cũng như nỗi đau của con, chính vì điều này cho nên con hiện diện nơi đây trong giờ này. Xét về chiều kích con người thì từ nay trong giáo xứ mất đi một người tín hữu, cách đặc biệt mất đi một người chồng, một người bố, một người ông. Gia đình mất đi một người anh quý quý, sẽ không còn cơ hội để
nước cho bác nữa. Làm thế nào cũng không thể được. Và rất đau xót, có lẽ giờ này không có ai có thể chia sẻ được. Bác gái còn lại sẽ mất đi một người bạn đời vĩnh viễn. Đã bao nhiêu năm chia ngọt sẻ bùi, đắng cay trong cuộc sống, thế giờ này lại phải chia tay. Các con mất đi một người bố, cũng như mất đi sự sống. Nhưng xét về triều tích đức tin Kitô giáo thì đó là một niềm vui. Bởi đâu con nói được niềm vui, bởi vì sống ở trên đời này chỉ là tạm bợ, và trở về với Chúa đấy mới là quê hương đích thực. Cũng như trong bài tin mừng Chúa Nhật tới đây, Chúa Nhật thứ năm mùa chay thường niên, chính Chúa Giêsu đã cho Lazaro là người bạn của Chúa sống lại, và Chúa đã nói ai tin vào Chúa dù có chết cũng sẽ được sống lại. Vì vậy với đức tin Kitô giáo, chúng con xác tín rằng bác Đài sẽ được sống lại với Chúa. Còn đối với người không tin thì một cái chết là trở về hư vô. Chúa đã thương cho người anh em của chúng con được biết Chúa, gặp Chúa, và giờ này được trở về với Chúa. Và tạ ơn Chúa, Chúa đã cho người anh em chúng con được cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo, đó là cho ra đời những người con rất tốt lành. Và tạ ơn Chúa, bác đã sinh ra trong một gia đình rất đạo hạnh, rất tốt lành. Chính vì điều đó cho nên trong thánh lễ ngày mai, lễ tiễn đưa lần cuối cùng cho bác được thánh lễ đồng tế, đó là một ân lộc. Nhưng xét về con người, trước mặt Chúa có lẽ ai cũng có tội. Vì vậy cho nên giờ đây xin Đại Gia Tăng cùng với con dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa thương đón người anh em của chúng con trở về với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã cho người anh em của chúng con được sống trên trần gian này. Nay Chúa đã gọi anh người anh em của chúng con về với Chúa. Con xin phó thác người anh em của chúng con là linh hồn Geronimo đây được hưởng sớm hưởng tôn nhan Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy nhận phép lành của con. Và ở cùng Cha, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin đại diện cho Gia Tăng tri ân Cha đặc trách của giáo phận. Hôm nay Cha về Gia Tăng chúng con để Cha thắp những nén hương và những lời cầu nguyện và ban chúc lành cho Gia Tăng chúng con. Và đặc biệt trong những giờ trọng đại này, Cha có lời chia sẻ an ủi tăng quyến chúng con bất những cái nỗi sầu của trong lúc sự mất mát của Gia Tăng chúng con. Với lời an ủi của Cha đã thấm nhuần vào trong Gia Tăng chúng con không biết nói gì hơn, và chúng con ghi nhận những cái lời khuyên cũng như là lời an ủi tăng quyến chúng con rất là sâu sắc, và lời cầu nguyện thiết tha tâm tình với cho linh hồn Geronimo hôm nay. Vậy và thay mặt cho Gia Tăng một lần nữa xin đội ơn Cha và xin Chúa chúc lành trên Cha được mọi ơn lành trên đường sứ vụ của Cha. Con xin Gia Tăng xin cảm ơn Cha. Chung sống giờ này, ông Geronimo đã vĩnh biệt nơi trần thế để trở về với Chúa. Anh em đã quy tụ về Gia Tăng để thương tiếc ông và cầu nguyện cho ông và thắp những nén hương đặt vòng hoa trước linh cứu ông. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn nên có những lời phân ưu và chủ sự trong giờ kinh hôm nay.
Kính thưa linh hồn Geronimo, kính thưa quý cụ, quý ông bà, kính thưa ban lễ tang và gia đình tang quyến kính mến, anh em gia đình thánh Phêrô chú con ở hạt Quảng Ninh và anh em bạn bè cũng như các anh em ở Quảng Ninh đã nghe thấy tin Chúa gọi linh hồn Geronimo trở về cùng Chúa. Anh em chúng con đứng trước linh cứu của linh hồn Geronimo hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, đối với con người tín hữu Chúa Kitô thì đây thật là một niềm vui mừng, bởi vì Chúa đã gọi ông và biến đổi ông được nên hoàn thiện hơn, được trở về cùng Chúa. Đây là một niềm vui hạnh phúc, bởi vì Thánh Francisco Assisi đã nói rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Vâng, thật vậy, ông đã được trở về và lĩnh niềm vui cùng với Thiên Chúa tình thương. Song đối với con người thì đây quả thực là một niềm vô cùng thương tiếc lớn lao đối với gia đình. Đã mất đi một người ông, một người cha kính quý yêu thương nhất. Vậy anh em chúng con xin được phân ưu chia sẻ những niềm tức thương vô hạn này cùng với gia tăng và đặc biệt là hai cháu Trì Linh. Và kính thưa quý vị và cộng đoàn cầu nguyện, con xin được giới thiệu một vị đại diện lên thắp hương trước bàn thờ Chúa. Xin kính mời ông. Bạn sẽ lên đặt vòng hoa trước linh cứu ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho vòng hoa trước linh cứu ông để kinh viếng linh hồn ông. Xin mời đại diện. Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha ta sang nơi Cha thì đến, đến Cha thể hiện chưa chất cũng như trên trời. Cho ông con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con yên chưa để chúng con ra trước cám dỗ nhưng cứu chúng con ông ơi. Tôi đi của các cháu cô đang tiến vào với những nén hương trầm đang cầm trên tay và ít phút nữa
được nắm vào những tư lương để tỏ lòng thương tiếc ông, và đặc biệt trong tâm tình cầu nguyện cho ông. Những tiếng trống buồn đang được rung lên như báo hiệu là sự của cộng đoàn thánh đã ra đi về với Chúa. Những bản nhạc thánh ca được cất lên vang lên ca ngợi Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã cho ông Geronimo được sinh ra làm con cái Chúa qua bí tích rửa tội, và ông đã được hưởng ơn Chúa 63 tuổi. Xin mời các kính thưa quý cố, quý ban ngành đoàn hội, quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách xa gần, lân bằng, quyến thuộc và kính thưa gia tăng. Giờ đây, quý ban hội đồng mục vụ và toàn thể ban ngành đoàn hội cũng như toàn thể cộng đoàn đền thánh, vì tình thương đến linh hồn Geronimo, các quý vị đã hiện diện đông đủ với một giờ cầu nguyện long trọng, sốt sáng để dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa sớm hoàn tất linh hồn Geronimo về với Chúa. Ban hội đồng mục vụ Tân Kiều Đền Thánh, Ban Tràng Hạt Văn Côi, Giáo Khu Ba, Ban Trống, Ban Kim Nhạc Nữ, Hội Gia Trưởng, Hội Con Đức Mẹ, Hội Thánh Tâm, Ban Trang Trí, Ban Ca Đoàn, Ban Cây Xanh, Ban Giới Trẻ, Ban Từ Thiện, Ban Phụng Tượng, Ban Giáo Hòa, Ban Bác Ái, Ban Trật Tự và toàn thể quý cộng đoàn đã hiện diện để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết. Vậy giờ đây, Ban Tổ chức Lễ Tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ lên có đôi lời chia sẻ cùng với gia tang và chủ sự giờ kinh nguyện hôm nay. Xin mời ông. Kính thưa quý thầy, quý vị, kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý khách xa gần, quý ân nhân gần xa, thưa tam quyến, ông Geronimo là thành viên trong cộng đoàn đền thánh Bắc Trạch chúng ta. Ông đã luôn luôn gắn bó suốt cuộc đời trần thế với 63 năm. Đặc biệt trong những năm xây dựng đền thánh, ông là thành viên rất tích cực đóng góp xây dựng nhà Chúa và còn quyên góp xây dựng cơ sở tại vùng quê hương ông đang làm ăn nơi xa xôi. Nhưng lúc nào ông cũng hướng về quê hương đền thánh để xây dựng đền thánh để có ngày như hôm nay.
Ông quả thật là một ân nhân của Thiền Thánh. Hôm nay Chúa gọi ông về. Ban hội đồng mục vụ Tân Cựu, các ban ngành đoàn hội trong Đền Thánh, quý ân nhân gần xa, quý khách trở về đây, trước hết dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha, xin Chúa sớm đưa linh hồn ông Jeronimo về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và có lời chia sẻ nỗi buồn sâu sắc cùng bà quả phụ và đại tam quyến. Vậy trước giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu đại diện các đoàn lên thắp hương trước bàn thờ Chúa và kính viếng linh hồn ông. Xin trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu các đoàn lên đặt vòng hoa bức trướng kính viếng linh hồn ông. Hôm nay nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, nguyện xin Chúa lôi ban tôi nghe lời con thiết tha. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan đã thấy trời mới đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉnh như tân lương được trang điểm cho tân lăng của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ, sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Vàng đã phán: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là tận cùng. Ta sẽ cho kẻ khao khát được uống khỏi trả tiền tự mạch nước sự sống, kẻ chiến thắng sẽ hưởng những sự ấy làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Con
hoan nghênh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin phép ban tổng giới thiệu về đại diện cho gia tăng. Có đôi lời cảm ơn quý sơ, với ban hội đồng mục vụ Tân Cựu cũng như toàn thể quý cố và cộng đoàn đền thánh đã đến để dâng lời cầu nguyện một giờ nguyện rất là long trọng dâng lên Thiên Chúa, cầu nguyện cho linh hồn Geronimo trước mặt tuần ngàn Chúa. Vì tình thương đến hồn này cầu cho chóng được tới ngày hiển vinh, con trọng kính các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác, con trọng kính quý ban mục đồng phục vụ Tân Cựu và quý nhà dòng Mến Thánh Giá và các quý vị, các đoàn thể đã hiện diện nơi phòng tang anh con. Trong khi anh con còn lâm bệnh, các quý vị đã dành những tình cảm tới gia đình, chị và các cháu đại gia đình chúng con để hiệp lời cầu nguyện và động viên an ủi những khi còn nằm trên giường bệnh. Con nghĩ rằng sự động viên đó làm vơi đi những sự mất mát và nỗi buồn, và cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa để Thiên Chúa đón nhận những cái chết của anh con được sự an ủi của các quý vị, và dâng lên lời cầu nguyện tới linh hồn Geronimo. Con nghĩ rằng linh hồn Geronimo đón nhận những tình cảm chia sẻ, động viên, khích lệ, và giờ này các quý vị tới gia đình chúng con và phòng tang đây để dành những lời cầu nguyện ân ái chia sẻ dâng lên Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa và Thánh cả Geronimo xin đón nhận anh con và linh hồn Geronimo được hưởng tôn nhan Chúa, và con xin đại diện cho chị và các cháu và đại tam quyến chúng con xin chân thành cảm ơn ban hội đồng mục vụ Tân Cựu, nhà dòng Mến Thánh Giá và các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một lời tri ân và lời tha thiết, và con xin gia đình chúng con xin đồng bái tạ. Chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu anh em giới trẻ giáo xứ đền thánh và ban huynh trưởng đồng hương Bắc Trạch ở miền Nam, anh em ở Cẩm Phả bạn của cháu Trì Linh, và anh em giới trẻ tang quyến. Nhận được tin linh hồn ông Geronimo
được Thiên Chúa hoán đổi nơi cuộc đời trần thế. Hôm nay anh em chúng con quy tụ nơi đây cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, cầu cho linh hồn Geronimo và chia sẻ sự mất mát đau thương tới đại gia đình Tang Quyến. Trước khi dâng lời cầu nguyện, con xin một vị lên thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng linh hồn ông. Xin mời. Tập vòng hoa và thắp hương đã xong, con xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Giáo khu cũng như trong đền thánh đã làm vơi đi những nỗi buồn của gia đình, của những người còn làm trong khi chống vắng và thiếu hụt những sự tình thương của trong gia đình, và giờ đây lại được bù đắp bằng những lời cầu nguyện và sự hiện diện của toàn thể quý cộng đoàn. Và đặc biệt giờ này cộng đoàn giáo khu 4 đang tiến vào với bức trướng tím để thể hiện lòng thương tiếc linh hồn Geronimo. Các quý vị đang tiến vào để dâng lời cầu nguyện cũng như lời chia sẻ tâm đắc để bù đắp lại những sự trống vắng của gia đình. Cộng đoàn khu 4 đã hiện diện trước linh cữu ông Geronimo. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng và kính mời một vị đại diện cho giáo khu nên có đôi lời chia sẻ và tụ sự dự kinh. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý khách nơi rạp tang, hôm nay Chúa đã biến đổi linh hồn ông Geronimo về với Chúa. Cộng đoàn giáo khu 4 chúng tôi trước hết về đây để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông, và cũng có lời chia sẻ nỗi mất mát đau thương với đại gia đình Tang Quyến. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin kính mời hai vị lên thắp hương đặt bức trướng. Đặt bức trướng đã xong, xin kính mời quý khách nơi rạp tang cùng giáo khu chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn chúng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha.
nay ông không còn nữa. Ông được quý cộng đoàn đền thánh nói chung và mọi người cách riêng cộng đoàn giáo khu 2 giờ này đến để cùng cầu nguyện thần linh Thiên Chúa, xin Chúa sớm đưa linh hồn ông về hưởng tôn danh Chúa. Viếng hôm nay cộng đoàn giáo khu 2 và ca đoàn Đức Cơ ra tỉnh Gia Lai do ông Trùm Hợi làm trưởng ban, họ giáo Phương Trạch do ông Trùm Điệp làm trưởng ban và cộng đoàn giáo khu 2 do quý ban chấp hành do ông Quản làm trưởng ban. Giờ đây ba đoàn đã hiện diện nơi trước linh cứu của ông Geronimo để trong tâm tình cầu nguyện và chia sẻ cùng với tang quyến. Giờ đây xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho ba đoàn lên có lời chia sẻ cùng với gia tang và chủ sự giờ kinh. Tổ chức lễ tang trọng kính quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang quy tụ nơi nhà hiếu bên linh cứu ông Geronimo hôm nay. Ông Geronimo là người thành viên của cộng đoàn đền thánh nói chung cách riêng, ông cũng đã có liên hệ với cộng đoàn giáo khu 2 chúng tôi. Giờ này ban chấp hành và toàn thể cộng đoàn giáo khu 2 và cộng đoàn của họ giáo Phương Trạch, quý ban trong ban ca đoàn Đức Cơ Gia Lai đã phải hiện diện nơi rạp tang để cùng với cộng đoàn chúng con điệp dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa và có lời phân ưu cùng gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Trước giờ cầu nguyện, xin trân trọng kính mời vì hai các vị đại diện cho giáo khu nhà, giáo họ Phương Trạch, quý ban trong ban ca đoàn ở Gia Lai, xin kính mời quý vị lên đặt bức chướng, đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng linh hồn ông. Vâng, và nghi thức đã xong, xin kính mời quý vị cùng với ba cộng đoàn chúng tôi hiệp dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa đấng là Cha toàn năng, đấng giàu lòng thương xót. Xin vì cuộc khổ nạn và phục thinh vinh hiển của con một của Ngài, xin ba ngôi Thiên Chúa sớm hoàn tất chương trình cứu độ của Ngài nơi linh hồn Geronimo và sớm đưa ông về an hưởng nhan thánh Ngài. Và giờ cầu nguyện được bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ông Geronimo trong thời gian ốm đau bị dịch bệnh, ông vẫn kêu lên Chúa rằng: Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Xin Chúa nâng đỡ con trong những cơn đau đớn trong thể xác. Nhưng lời tha thiết nguyện khi đó, ông đã được Chúa thương ban cho được chết lành trong tay Chúa. Và đặc biệt là ông được Chúa gọi được thi trang về với Chúa trong tuổi cây thánh. Đau đớn của ông trên giường bệnh cũng là sự kết hợp với sự đau đớn của Chúa Giêsu trong mùa Giê Thánh. Giờ đây các bạn đã đứng trước linh cứu của ông Geronimo để cầu nguyện cho linh hồn ông. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn nên có đôi lời chia sẻ và chủ sự giờ kinh. Kính thưa quý cụ, kính thưa quý cố, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi rạp tang, kính thưa quý khách, kính thưa quý gia đình tăng hiếu,
Hôm nay gia đình thánh tâm kính lòng Chúa thương xót, ban trật tự đền thánh lòng Chúa thương xót, ban trật tự giáo khu 1. Được tin ông Geronimo Chúa đã biến đổi về cùng Chúa, và thật như vậy ông đã đi hết một quãng đường nơi trần thế 63 năm. Hôm nay chúng con xin được đứng trước bàn thờ Chúa, xin được dâng lên Thiên Chúa lòng thương xót của Chúa, nâng đỡ linh hồn ông và sớm đưa ông về hưởng tôn nhan Chúa. Và đứng trước thi hài, ông xin được chia sẻ với bà cùng con cháu và đại gia đình tang hiếu lời chia buồn sâu sắc nhất. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, con xin trân trọng giới thiệu một vị lên thắp hương kính viếng linh hồn ông. Xin trân trọng giới thiệu một vị lên đặt bức trướng kính viếng linh hồn ông. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho ban trật tự giáo khu 1 lên đặt tấm lễ để cầu nguyện cho linh hồn ông. Vậy bây giờ thắp hương và đặt tấm lễ đã xong, xin mời quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn và đại gia đình tang hiếu cùng chúng con cầu nguyện lên Thiên Chúa, xin thánh tâm Chúa bớt phần phạt cho ông. Giờ cầu nguyện bắt đầu. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Được thắp hổ và nuôi dưỡng từ gia đình, tăng cũng là một cộng đoàn giáo khu 1 sớm tối có nhau. Từ khi còn nhỏ, ông đã hướng lên và tham gia cùng với giáo khu, sớm tối có nhau, vui buồn có nhau. Tình thương mến đối với ông Geronimo cũng như trong cả gia tăng. Giờ đây cộng đoàn giáo khu đang tiến vào phòng tang để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông cũng như chia sẻ những nỗi trống vắng của gia đình tăng quyến, cũng như cầu nguyện cho những người còn lại được bằng an mạnh khỏe và làm bổn phận của những người sống đối với những người qua đời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo khu lên chia sẻ và chủ sự giờ kinh. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách xa gần, quý cộng đoàn đang hiện diện nơi giả tang, kính thưa đại gia tang. Ông Geronimo sinh ra lớn lên ở mảnh đất giáo khu 1. Trong bao nhiêu năm, tức là 63 năm ông sống với giáo khu 1, ông là những người tham gia trong ban chấp hành của giáo khu. Trong thời gian ông sống, ông rất có tinh thần tạo điều kiện cho giáo khu mặt này mặt khác. Xong nay Chúa lại cất ông về cùng Chúa. Cộng đoàn giáo khu 1 chúng tôi trước hết đến để cầu nguyện cho ông, sau là chia buồn cùng tang quyến. Vậy giờ cầu nguyện được bắt đầu. Trước khi vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu một vị lên thắp hương, một vị đặt bức trướng, một vị đặt vòng hoa kính viếng ông. Phần quý cụ, ông bà cùng toàn thể cộng đoàn hợp một ý cùng giáo khu để làm giờ cầu nguyện cho ông thật là sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nay Chúa cất anh con về. Được tin thì ban chấp hành cũng như quý cụ trong giáo khu, tất cả mọi người đồng hành với tăng quyến chúng con lo toan sắp xếp công việc cho anh con khi nằm xuống, và đặc biệt cho đại tăng gia, chị em, anh em chúng con. Thật là
không biết nói gì hơn hết, chỉ biết ngẩng mặt lên Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận các tấm lòng đoàn kết yêu thương của những người quý cụ trong giáo khu đã dành cho Đại Tăng Quyến chúng con, đặc biệt là chị con và các cháu. Lại được tình thương của các quý vị đến cầu nguyện cho linh hồn anh con sớm được hưởng tôn nhan Chúa, sau lại chia sẻ nỗi đau buồn mất mát với Đại Tăng Quyến chúng con. Con không biết nói gì hơn hết, xin thay mặt cho chị con cùng Đại Tăng Quyến chúng con xin cảm tạ và tri ân quý vị. Và trong ngày mai, con cũng mong được sự ưu ái của các quý vị trong giáo khu cùng toàn thể mọi người hiện diện ở đây đưa anh con ra nơi an nghỉ cuối cùng cho được tốt đẹp. Con xin hết. Đang tiến vào phòng tang với những vòng hoa mang chữ Giáo họ Phong Dương, Giáo họ Phong Dương cửa ông Quảng Ninh. Ba đoàn Giáo họ Phong Dương cửa ông Quảng Ninh và vòng hoa của các bạn, của hai con của ông và toàn thể quý đoàn đang tiến vào phòng tang. Thật là một nghĩa cử cao đẹp, một tình thương cao cả của quý vị trong họ giáo Mông Dương và ca đoàn của họ giáo Mông Dương. Với hàng mấy trăm cây số, các quý vị đã vượt một chặng đường xa xôi để đến cùng với gia tang an ủi động viên và đặc biệt cách riêng cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo. Giờ đây ba đoàn đã hiện diện trước linh cứu của ông Geronimo. Thay mặt ban tang lễ, xin trân trọng giới thiệu ông trưởng đoàn sẽ lên thắp những nén hương trước linh cứu của linh hồn Geronimo, thể hiện lòng kính viếng ông. Xin mời vị đại diện trong đoàn. Giáo họ Mông Dương cửa ông Quảng Ninh, vị đại diện đưa lên để đặt trước linh cứu ông. Vòng hoa mang tên ca đoàn Giáo họ Mông Dương Quảng Ninh đặt trước linh cứu kính viếng ông. Và vòng hoa của các bạn, của con gái và con rể của ông cũng được đưa lên đặt trước linh cứu để kính viếng ông. Việc thắp hương cũng như đặt vòng hoa đã xong. Giờ đây Mông Dương, ông Vương Quốc Thạch làm trưởng đoàn, giờ đây ông sẽ có lời chia sẻ cùng với Tăng Quyến và chủ sự giờ kinh. Thưa linh hồn ông Geronimo, kính thưa ban lễ tang, kính thưa gia đình Tăng Quyến, chúng tôi ở giáo họ Mông Dương thuộc giáo xứ Cửu Ông, địa phận Hải Phòng, hôm nay được tin ông được Chúa gọi ra khỏi đời này. Chúng tôi từ miền đất xa xôi cũng về đây để chia buồn và cầu nguyện cho ông. Chúng tôi ở nơi có con gái ông là ông bà Trì Linh. Ông Trì cũng tham gia trong giáo họ Mông Dương là chùm phó, còn con gái ông là chị Linh cũng là một thành viên trong ca đoàn của giáo họ. Giáo họ chúng tôi vừa mới được thành lập sau một năm, có hai con ông là con rể và con gái cũng cùng đồng tâm hợp lực với ban hành giáo trong giáo họ để thành lập nên một giáo họ còn rất non trẻ. Do hiện nay đường xá xa xôi, chúng tôi không thể đi về để viếng ông bằng cả giáo họ được, mà giáo họ gửi gắm vào. Chúng tôi đại diện cho ban hành giáo giáo họ sẽ cầu nguyện cho linh hồn ông được nhanh hưởng nơi nước Chúa
xin mọi người hợp một ý cầu nguyện cùng giáo họ Mông Dương chúng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Geronimo được nhân sống vì ngươi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng, Amen. Hãy nhớ mình là mùi hương, một mai người sẽ trở về. Dâng lời cầu nguyện vì đường xá rất xa xôi, nhưng đó là những tình cảm với hai con của gia đình làm ăn ở ngoài đó, được sự ưu ái của ban hành giáo và các quý vị dành những tình cảm đó đến hai cháu để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Geronimo là thân phụ của hai cháu. Con xin đại diện cho gia đình, chị và các cháu xin chân thành cảm ơn ban hành giáo và ca đoàn thuộc giáo họ Mông Dương. Xin Chúa và mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và xin mời quý vị lui lại phòng tang xe nước. Con xin chân thành cảm ơn. Trong ngày tang lễ này và đặc biệt giờ này
ban kèn đứng trước linh cứu ông khởi dưỡng bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, và những lời cầu nguyện tiếp theo được tiếp tục trong giờ cầu nguyện. Để trước giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu hai vị lên thắp hương và đặt lễ cũng như đặt vòng hoa. Xin ba vị cùng tiến lên một lúc. Cầu nguyện sau kinh vực sâu thì sẽ cử lên một bài Tôi Tin Kính. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha đời chúng con, nhớ chúng con cũng tha kẻ con đời chúng con, xin Cha để chúng con tha trước đang đó những kia chúng con đã phải sự rưỡi. Tôi linh hồn Geronimo được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Chia sẻ cũng như chủ sự giờ kinh này. Kính thưa quý ông bà lân bàn quyến thuộc, kính thưa tăng quyến, được tin ông Geronimo là cựu chủ tịch hội đồng hương Gia Lai Kon Tum của chúng con và là người anh khả kính của chúng con, nghe theo tiếng gọi của Chúa về với Chúa. Còn sống, ông đã cùng gia đình, cùng con cháu ở miền đất Tây Nguyên. Ông luôn nhắc nhớ tất cả các anh em đồng hương bất trạch luôn yêu thương nhau, đùm bọc nhau và luôn hướng về với quê hương mảnh đất thân yêu này. Nay ông trở về với gia đình nơi sinh ra, Chúa lại gọi ông về. Anh em chúng con vô cùng thương tiếc. Giờ trước linh cứu bất động của ông, chúng con không biết nói gì hơn, biết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện
xin Chúa tha những lỗi lầm của ông thời bình trinh. Vậy giờ đây, con xin được giới thiệu vị đại diện thay mặt cho anh em đồng hương ở Tây Nguyên, con nén hương trầm lòng khả kính lên thắp hương để kính viếng linh hồn ông. Đây, chúng con xin tang quyến nén đau thương cùng anh em chúng con, xin quý cộng đoàn cùng tất cả các cụ quý ông bà lân bàng quyến thuộc hiệp ý dâng lời cầu nguyện với chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến. Dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Chúng con xá chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Để linh hồn Giê-rô-ni-mô sớm được hưởng nhan Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta vẫn còn quy tụ tại đây với tâm tình thương nhớ và chia sẻ, và giờ phút này là giờ viếng của quý đoàn họ Nội Tộc. Các quý vị mang tang trên đầu cũng như thể hiện lòng thương tiếc và nhớ nhung ông Geronimo là người thân của dòng họ. Và cũng từ nay, dòng họ Nội của chúng ta, quý con không còn được gặp gỡ ông ở trên dương gian này nữa. Và mỗi người chúng ta đều có bổn phận để cầu nguyện cho ông. Rồi ông được ơn Chúa, ông cầu nguyện cho mọi người chúng ta, cũng như họ Nội, họ Ngoại, và đặc biệt là thành viên trong gia đình. Mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có lúc vui lúc buồn. Lúc vui chúng ta cùng vui, và lúc buồn chúng ta rơi lệ thương nhớ. Vui với ai người vui, khóc với ai đang khổ sầu. Vâng, trong lúc này đại gia tăng chúng ta đang âu sầu vì trống vắng một trong gia đình, một người cha, người chồng, cũng như các cháu mất đi người ông. Trong những niềm âu sầu đó, chúng ta dâng lên Chúa bằng hành động, lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Xin Chúa sớm hoàn tất việc thanh luyện của ông Geronimo và hưởng tôn nhan Chúa. Và giờ đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho đoàn nên có đôi lời chia sẻ cùng với gia tăng cũng như cùng với tất cả các quý vị chúng ta đang tham dự tại nhà tăng này với đêm khuya canh tàn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa mọi người đang hiện diện trong rạp tang và đại gia đình tang quyến. Ông ơi, đêm khuya canh tàn nó đang đến. Mọi người trong đại gia đình tang hiếu nó càng xúc động, càng nghẹn ngào lớn hơn. Chính vì vậy, qua cuộc lữ hành nơi dương thế anh đã vượt qua, và anh đã được hưởng ơn Chúa 63 năm trần thế. Trong lúc này, mọi người trong đạo tang đang nghẹn ngào không nói hết lên được lời. Chính vì vậy, Nội Tộc dòng họ đang đứng bên cạnh anh để cầu nguyện cho anh và chia sẻ những sự mất mát lớn lao này. Xin Thiên Chúa nâng đỡ mọi người trong tang quyến những ngày giờ năm tháng còn lại được mọi sự bình an trong Chúa. Xin lúc cầu nguyện này
xin mọi người hợp ý. Và trước khi cầu nguyện, xin giới thiệu một vị lên đặt vòng hoa trước tòa Chúa và cầu nguyện cho anh. Tiếp theo xin giới thiệu tất cả các vị lên lần lượt dâng hương trước tòa Chúa và cầu nguyện cho anh. Giờ cầu nguyện bắt đầu được cử hành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mong ngày nào hằn sâu trên trái. Cha nằm đâu
trên đời, lòng con nghe nhói khi gọi hai tiếng cha ơi. Xin cho cha đời đời mãi nghỉ yên, xin đưa cha về cùng với tổ tiên, về nơi thiên quốc bên tòa Chúa nhân hiền, cha mãi an vui.